Hello, xin chào quý anh chị và các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với channel xe máy nhập khẩu nhà rẻ. Trong clip này mình sẽ giới thiệu cho anh chị bạn một số dòng xe, ví dụ như là Vinder V3 này, Exciter 155 á. Thì đồng hành giới thiệu mình hôm nay thì có ông Luyến sẽ hỗ trợ giới thiệu ông Luyến. Hai một cả nhà ha. Thì hôm nay thì review cho cả nhà về giá xe mới nhất của dòng xe Exciter 155 này và dòng xe Vinder ha. Hai dòng xe tay côn mà hiện tại đang đứng đầu trong sự tìm kiếm cũng như là rất nhiều anh chị em hỏi đến về hai dòng xe này hiện tại trong tháng 10 tháng 11 này có gì biến đổi hay không. Và cả nhà khi mua xe có liên hệ đặt tuần trước cho em đến con số điện thoại hoặc là Zalo 0905299064 ha. Khi mua xe có liên hệ trước đặt lần trước được hỗ trợ ngay 5 triệu đồng nha, bao gồm là 2 triệu đồng xe đi lại và một combo quà tặng trị giá 3 triệu đồng, áp dụng giá xe và ưu đãi duy nhất khi có liên hệ trước cho em đến thôi ha. Để đi vào giá xe cho cả nhà luôn nè. Cái bên đứng đây là đầu tiên là một em xe Vinder V3 bản Somade ha. Mẫu này thì sơn lên là màu xanh xi măng kết hợp với tem màu đen và màu đỏ nha cả nhà. Có lên cho cả nhà một vài món phụ kiện cơ bản như là ba ga, cách nước. Đó, những món phụ kiện có hỗ trợ giảm giá cho mọi người là đến 50% nha. Tiếp tới là về màu tem BK này, màu xanh xi măng luôn. Đó. Xanh lá coi nè. Bữa cái màu này thì có rất là nhiều bạn hỏi luôn kìa. Đó, màu xanh hỏi có màu xanh không thì bữa mình có quay bên TikTok á. Anh em cũng hỏi khá là nhiều luôn. Ờ, màu xanh xi măng nè, màu trắng đen nè, màu đỏ candy nè, màu xanh ngọc bích nè, rồi màu vàng đen á. Thì những cái này thì giá của nó là nãy em nói là đối bản đó, có hai phiên bản nha, là CBS và ABS đang có mức giá cho cả nhà từ 33.900 đối bản CBS và 36.900 đối bản ABS ha. Chạy trước cho em Luyến chỉ cần duy nhất là 4 triệu đồng thôi là có thể lên xe được rồi nha. Cần 4 triệu và có công dân là có thể mua xe được rồi. Ok, em 155 thì bữa nay có cái màu này khá là lạ luôn. Rất là đẹp luôn. Còn này thì cũng có một vài anh chị bảo Luyến là sơn lên Vario với lại Vision á, thì Luyến có hỗ trợ là sơn độ theo cầu khách hàng nha. Mức giá của em xe này hiện tại đang hỗ trợ tri ân thì có 41.900, liên hệ trước Luyến giảm 2 triệu ha, còn có 39.900 thôi. Ngoài ra Luyến có hỗ trợ là ship xe toàn quốc luôn nha. Anh chị em ở xa thì ghé cửa hàng được thì alo cho Luyến hoặc là không ghé được. Con này là màu xanh lá còi đúng không? Đúng rồi. Xanh là xanh lục, xanh lá đậm á. Rồi. Rất là đẹp. Con này thì Exciter 155 mẫu ABS này, màu xanh ruby này, màu đen này, màu trắng, màu xanh này. Thì hiện tại thì dòng này giá sao em? Hiện tại thì đối với em xe này đang có mức giá cho mọi người là 53.900, liên hệ trước giảm 2 triệu còn 51.900 nha. Trả trước cho em Luyến chỉ cần duy nhất là 8 triệu là có thể lên xe được rồi ha. Rồi ok, thì đó là giá xe, anh em nào mua thì chịu khó mình liên hệ. Cảm ơn chị bạn đã xem clip, mọi người xem thì like, chia sẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.